Chồng em đã mất, trước khi mất, anh ấy có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em. Khi em bán nhà, công chứng vẫn yêu cầu bố mẹ chồng em ký. Anh cho hỏi thế là tại sao ạ? Một câu hỏi rất là hay và chắc chắn rất nhiều người cũng quan tâm đến chủ đề này. Đầu tiên, nếu một người mất đi, có di chúc và di chúc đó hợp pháp thì di sản phải được chia theo di chúc. Theo ý hiểu của chị thì khi anh mất đi mà có di chúc thì tất cả tài sản sẽ thuộc về chị đúng không ạ? Nhưng nó sẽ có ngoại lệ. Theo điều 644 Bộ luật dân sự 2015, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo đúng pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 1/3 suất đó. Số 1 là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng. Số 2, con đã thành niên nhưng mà không có khả năng lao động. Nói đến đây, chắc chắn bạn đã hiểu là tại sao bạn bán nhà mà vẫn cần chữ ký của bố mẹ chồng rồi đúng không ạ? Bởi vì cha mẹ chồng là hàng thừa kế thứ nhất. Dù họ có tên trong di chúc hay không thì họ vẫn được hưởng một phần di sản của người đã mất. Nói tiếp đến đây thì chắc chắn nhiều người cảm thấy rất là vô lý. Bởi vì tài sản là hai vợ chồng làm ra, vậy tại sao chồng mất đi có di chúc mà vẫn phải chia một phần tài sản đó cho bố mẹ chồng? Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nếu không có cha mẹ chồng thì chắc chắn là không có chồng bạn trên cõi đời này. Chết trước cha mẹ, mình nghĩ đó cũng là một điều bất hiếu rồi. Bởi vì khi cha mẹ già thì lấy ai nương tựa, lấy ai chăm sóc, lấy ai dựa dẫm. Nên pháp luật quy định như thế, mình nghĩ đó là một điều rất là nhân văn. Nên các bạn cứ hãy sống tốt đi, hãy báo hiếu thay chồng mình. Khi bố của các con mình đoản mệnh không làm được việc đó, khi đó chắc chắn không bố mẹ nào lại tranh giành của cải của con cháu đâu. Chúc bạn mạnh khỏe và hạnh phúc.